Hello, em có mấy chúng ta sẽ chơi game Thom Săn. Siêu nhân đen. Đó, trang phục đẹp nhất rồi. Có cái màu vàng đấy không anh? Có một lần furry này. Đoạn này có nhạc cơ, mình không muốn nhạc. Bắt đầu. Ui. Để đây rồi. Cái này là hành Hawaii, đảo của hành. Ok, Sonic. Okay. Bắt đầu chạy nữa không? Đọc xong đi tụi tôi đi. Ồ, cái đoạn này lâu thế.
history! Thế mà chúng ấy. I'll be seeing you. What? I'm not giving up yet. Thought you could defeat me? Mario Kart. Đợi người chơi nữa đi. Ui. Đua trong dung nham này. Không có ai đuổi theo sao? Không có ai nhá. Nạn 2-2 rồi. Subway. Let's go. Ôi cái map sâu thế. Một cái map gì mà toàn sương mù. Thành phố mà lại sương mù này. Thank you.
Ui, hết tiền rồi. Ô, được chỗ này sáng. Ở lên. Anh ngắm hít hít sương mù. Mình di chuyển rất là mượt thế này thì họ chết lắm. Trời ơi. Ôi xì. Lý đồ xinh hèm. Đuổi đấy. Sức mạnh của hổ luôn. Yeah.
trưởng. Ui dồi ôi, màn túi mù. Lại sang mặt tối rồi. Đông Trinh. Ôi toàn tiếng Nhật sao ấy. Mình nghe như tiếng Nhật. Đây, bà phao Milocker Radio. Lại đi, lại chửi. Chưa chi nhà tòi. Lần này khả quan đấy. Ô, màn gì thế này?
lại. À, trời còn chết. Các bạn cấp không? Lỡ tay. Chúng ta đến với Dark Kingdom Hero. Nhiều nhiệm vụ thế. Thua rồi. Bendy. Bendy địch. Cực to. Mới ăn 2 đạn thôi. Thank you.
bị bắt rồi.